Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền hình ảnh Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên thân thiết đi ăn uống và du lịch cùng Hoàng Long và Thuận Hình. Điều đáng nói, hai người đàn ông này chính là hai người tú ông cầm đầu đường dây mua bán dâm showbiz. Một người đã bị công an bắt vào năm 2022 và một người vừa bị bắt cách đây ít ngày. Hiện tại, cư dân mạng đặt dấu chấm hỏi lớn về mối quan hệ của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và đường dây mua bán dâm trong showbiz. Liệu trên đời này thật sự có bông tuyết trong sạch hay không?